Thầy chào các em. Hôm nay thầy hướng dẫn các em giải cái bài training 1. Thì trong một bài training 1, một bài training nó có 7 project. Thì 7 project. Thì một project nó có từ 5 tới 7 câu. Thì trong một cái bài training có khoảng từ 30 tới 35 câu. Thì một task một câu. Thì khi nào mà các em làm mà các em không biết á thì các em ấn vào nút help đây. Thì nó có hướng dẫn cho em, hướng dẫn dài cho em từng bước một. Rồi trên đây nó có cái nút phóng to thu nhỏ kích thước của phông. Rồi sau làm xong rồi mình bên dưới này có hai cái nút nè, đánh dấu đã làm xong nè, hoặc câu nào mình nghi ngờ mà nó mình nghi ngờ mình không biết làm á thì mình đánh dấu, mình mark, đánh dấu mà xem lại. Hai cái nút reverse tự quay về trước hoặc nick mình tới câu kế tiếp. Rồi ngoài ra đây có hai cái nút xem summary, và mình sẽ xem tóm tắt bài của mình, retire project, và mình xóa. Ví dụ cái bài này mình đang làm mà nó bị sai thì mình ấn reset hết cái bài của mình, và submit project, và mình qua cái project tiếp theo. Còn nút save project là mình đổi bài. Bây giờ mình dạy bài câu số 1. Task 1. Thay đổi cái theme của Live Master sang màu xanh. Ví dụ câu này mình không biết làm thì mà ấn vào chữ help thì nói sao nè. Bước 1 vào cái thẻ design, rồi trong cái group đây, bước 1 design đây. Đó. Rồi, vào trong cái group Florian nè. Và mình lướt vào cái mũi tên sổ xuống. Chọn tiếp cái thẻ color đây. Trong cái nhóm nè, em vô cái mũi tên và em chọn vô color. Rồi tiếp ở bên dưới cái office section of color mình chọn màu xanh đây, như này màu xanh, được chưa? Và vậy xong. Ở đây có hai cách. Cách thứ hai là mình có thể vào cái thẻ view, rồi view nè, mình vào cái trong cái group master view đây, mình chọn cái thẻ master, chọn cái nút master, slide master đây. Rồi bước số 3, ở trong cái group background mình chọn cái màu đây, background nè cái màu, và cũng có màu xanh. Và sau khi mình chọn xong á thì mình sẽ ấn nút đóng vào master. Vậy một câu hỏi có thể có một cách hoặc nhiều cách. Cái câu nào không biết kem ấn nút nút help này để mình xem hướng dẫn. Mình thấy xong một câu. Câu số 2. Trên trang 2 tạo cái danh sách cho trang 2 đây. Rồi mình bôi từ treating nè, bôi hết rồi. Sau đó mình tạo danh sách bằng một cái hình, tên là Tomo logo.png nằm trong thư mục mode Thủ Đức. Thì mình vô trong cái nhóm Barap, mình vô trong cái định dạng hình, kem chọn cái nút bullet and numbering, rồi mình chọn tiếp cái nút picture, chọn tiếp form ở file, và bên tay trái mình tìm cái thư mục document, bên tay phải tìm thư mục mode Thủ Đức và tìm đúng cái tên đúng yêu cầu bài tập và chọn insert. Nó ra ba cái biểu tượng nè. Rồi đánh dấu đã làm.
Câu tiếp theo. Trên một trang mới và trang số 3 thì mình chọn ở ngay cuối trang 2 nè. Đó. À, dùng cái trang mà có tiêu đề board of director ở trong cái file ftrap thì mình vô cái new slide. Mình tìm cái chức năng là review slide và cái slide dùng rồi á. Mình vô cái browse. Mình chọn là file, browse file. Ở bên tay trái mình tìm document và tìm vào cái thư mục mốt Thủ Đức. Mình tìm tiếp cái file ftrap đây. Rồi ấn open. Mình tìm cái file nào mà có chữ nè board of director này. Nè, nhấp đây một cái. Khi mình chọn nó thì bên đây nó có nè, nằm ở trong ba. Rồi, đánh dấu. Câu tiếp theo, câu số 4, tab 4. Ở bên bên tay phải ở cái trang mà có chữ Fusion Tomo. Mình tìm nha, Fusion Tomo. Thì xem coi cái nút Fusion Tomo nằm đây. Đây, Fusion Tomo nè. Mình chèn thêm một cái phim Fusion Tomo trong thu được trong cái folder mod Thủ Đức. Thì trong cái này có 6 cái nút. Mình tìm cái nút chèn phim. Đây, Insert Video nè. Mình nhấp vô. Rồi mình chọn tiếp cái nút vào Form a File và mình tìm vào thư mục mod Thủ Đức. Mình chọn cái tên là Fusion Tomo. Mình nhấp nút hai cái nha. Mình chọn nó. Rồi xong. Mình thử hết, mình xem thử nè. Nó chạy. Rồi sau xong rồi thì mình sẽ ấn nút đánh dấu. Làm rồi. Mà ấn nút Next, mình qua tiếp câu tiếp theo. Chèn thêm một trang mới ở cuối bài trình chiếu bằng cái file mà reader ship chấm đốc này phải quạt nha. Thì mình chọn ở cuối trang 6 nè, trang cuối cùng nè, vào new slide mình chọn là slide form outline nè. Mình chọn tiếp thư mục mod Thủ Đức và tìm đúng cái file reader ship, nhấp hai cái thì nó tạo cho mình thêm một cái trang số 7. Đánh dấu vào. Rồi, vậy thầy làm xong 5 cái câu của project số 1. Sau xong rồi, mình ấn nút submit để mình qua tiếp cái project thứ hai. Nó hỏi mình có muốn roll xuống cái bài project 1 hay không? Ấn yes, ấn save, roll xuống. Đây 5 câu làm xong hết. Ấn continue. Bài số 2 này mình cũng có 5 task. Project 2 cộng 7. Task số 1 áp dụng cái hiệu ứng cho cái hình ở trang số 2. Mình dùng trang số 2 nha. Rồi chọn cái hình. Rồi kế tiếp mình vô thẻ format. Nên mình tìm cái style đây, picture style nè. Mình tìm tiếp cái hiệu ứng là BV bên tay trái đây. Nó có hai, nó quay bên tay trái nè ha. À cái này hai cái nó gần giống nhau đây. Cái này có chữ quay làm sao nè, đó đúng cái tên. Rồi đánh dấu. Câu số 2. Trên trang 3 mình thay đổi cái phim để nó tự động nó chạy khi mà mình tải tới cái trang này và nó chạy lại sau khi hoàn tất. Thì mình chọn cái phim, mình vô playback, mình vô. Ví dụ cô nào mà không biết làm đi, mình chọn chữ hép nè. Đó. Thì nó nè, trong bên tay bên cái thanh điều hướng bên tay trái, chọn trang số 3.
Rồi mình vào trong cái chọn cái phim ở trong cái video option, mình tìm mũi tên mình chọn đây automatic. Rồi kế tiếp mình sẽ chọn vô cái nút rewind after playing đó, để nó có thể trình chiếu lại sau khi hoàn tất. Rồi sau đó mình ấn nút mát nha. Rồi ấn câu tiếp theo, câu số 3, thầy bỏ cái hép đi. Áp dụng cái style 9 ở cho đồ thị trên trang số 4. Trên trang số 4 mình có hai đồ thị, mình tìm đồ thị nào có chữ I, E, đây các bạn nè, được chưa? Và mình sẽ chọn style 9, mình vô design, mình chọn chắc tay và tìm số 9 đây. Rồi đánh dấu câu số tắt, câu số 4, chỉnh sửa cái bảng ở trang 5 đây cái bảng. Rồi mình chỉnh sửa, mình vô cái design, mình cho cái group table style, mình chọn cái lifestyle 3 accent 6, thì mình tìm tới cái cột số 6 dòng số 3. Rồi mình chọn nó và đánh dấu. Rồi câu tiếp theo, thay đổi cái màu cho cái hình ở trang số 6, trên trang 6 đây mình có một cái hình này thôi, thì mình vô format nó dòng design chứ trên color nè, và mình tìm cái dòng color full, ở đây yêu cầu là 6 5 6 đây cái tên nè. Rồi đánh dấu và mình xong cái project 2 của 7 project. Mình ấn tiếp nút submit project, mình xếp xuống để qua cái bài project thứ ba. Rồi trong project thứ ba này có 5 câu. Câu số 1, duplicate nhân đôi á, nhân đôi cái trang mà có cái tiêu đề mode Bobo, mình tìm cái tiêu đề nha. Đây, mình kích phải vô mình chọn là duplicate nè. Rồi, đánh dấu vô. Câu số 2, làm cho cái trang tiêu đề này ẩn đi. Thì mình chọn trang đầu tiên á, mình kích phải vô mình chọn cái dòng hai slide và ẩn nó đi. Rồi đánh dấu vô. Câu số 3, task 3, hiển thị cái ngày tháng năm nằm ở góc phải phía trên của cái handout. Mình tạo cho mình chiếu này thì các em vô cái view, mình vô cái nút cái group master view, có một cái dòng handout master ở trên đây, mình check vô cái ô là date ngày tháng năm góc phải nè. Rồi mình đóng là cái. Rồi đánh dấu. Câu số 4, reorder sắp xếp bài trình chiếu, mang cái trang cuối cùng lên trang số 3. Thì muốn làm câu này á, mình chọn cái chế độ là sorter nha, sorter. Rồi mình cầm cái trang cuối cùng nè, mình kéo lên đây đó, mình thả ra cái xong đánh dấu vô. Câu số 5, thay đổi cái handout setting ở trong cái mục riêng đó thành 3 trang. Nó bắt mình in 3 trang trên một tờ giấy, thì mình vô cái file, mình chọn green trong cái mục là in in slide nè, mình chọn cái mục handout và chọn là 3 trang trên một tờ giấy. Rồi ấn nút back nha, back. Rồi mình đánh dấu. Rồi thầy vừa dạy xong năm cái task ở bài số 3, thầy ấn nút submit project để qua tiếp bài số 4. Mình xếp bài số, continue. Rồi trong bài số 4 này
Trong Rochester 4 này cũng có 5 tab. Câu số 1, ở trên cái trang tiêu đề mình chèn thêm một cái hình oval mình cho tiêu đề nha. Mình vô cái insert, vô trong cái group illustration, mình tìm cái shape nè. Rồi kế tiếp mình tìm cái hình oval đây, mình nhấp vô, mình vẽ đại một ô. Rồi nó yêu cầu chiều cao là 2 inch, chiều rộng là 3.5 inch, thì mình chọn oval. Ở trong có thể format ở bên cái nhóm size á, mình chọn là chiều cao là 2 và chiều rộng là 3.5. rồi mình chọn màu của nó, cái màu có đường viền, có đường viền màu đỏ tối. Mình vô phần shape style, mình tìm tiếp đây, có outline à, màu vàng đây à, cột 3 dòng 1. Rồi kế tiếp position là cái vị trí à, đưa vị trí của cái hình behind nằm bên dưới à, mình đưa di chuyển oval nè, nằm ngay chính giữa, ngay chính giữa của trình chiếu và cho nằm bên dưới. Thì mình vô cái arrange này, mình chọn cái nút send backward. Trong đây nó có một cái nút là send backward, mình chọn nó cái, thì cái hình hình oval nằm dưới hình người sẽ đẹp. Rồi đánh dấu nha. Câu số 2, trên trang số 3 rồi đây, thêm cái tiêu đề touring by, copy nha, Ctrl C. Rồi vào trong cái tiêu đề ở trang số 3, ở đây có dòng double tab to add title nè. Ở cái câu này mình sẽ thấy cái tiêu đề màu trắng nha, mình để cho ở đây mà mình cần chung V một cái, tiêu đề mình như vậy nó đậm hơn là sai nha, bởi vì cái tiêu đề của nó không có đậm, nhìn kỹ nè, không có đậm, mà khi mà copy mask vô vậy á đậm là sai. Thì để cho cái tiêu đề không có đậm á, thì mình sẽ kích phải và mình chọn cái phần là bad option đó, nó có một lựa chọn là keep text only nè đó, thay vì mình gõ vô thì mình copy cái text thôi nha. Rồi xong, nhớ cái này không có đậm hơn, mà đánh dấu. Câu số 3, trên trang số 3 tạo một cái bảng ở bên bên trái với 3 cột 6 dòng. Accept the default, nghĩa là chấp nhận mà mặc định đó. Thì kênh chọn bên tay trái, mình tìm cái thẻ đầu tiên Insertable, mình chọn số cột là 3, số dòng là 6. Rồi ok, nó kêu chấp nhận mọi mặc định, mình nhớ cái dòng này nha, chấp nhận mọi mặc định. Thì khi mình chèn ra nó màu gì kệ nó, đừng có chỉnh gì hết. Rồi xong câu số 3. Câu số 4, tạo ra một cái custom ISO à, trong bài trình chiếu mình có 6 trang, bây giờ mình chỉ muốn trình chiếu 4 trang này thôi, mình bỏ trang 3 và trang 5. Thì mình vô cái phần ISO trong cái nhóm star ISO, mình tìm cái nút và custom ISO, mình chọn là custom ISO. Ở đây mình chọn qua cái nút new và mình sẽ copy cái tên nha, hatai by cell nè, Ctrl C và copy đây cái tên. Rồi và mình check vào dòng trang 1, trang 2, trang 4, trang 6, trang 1, trang 2, trang 4, trang 6, ấn nút S qua bên đây. Sau xong rồi ấn nút OK, nó nằm nè, rồi ấn chữ Ctrl đóng vô. Rồi xong thì ở đây mình sẽ có một cái custom show chỉ chứa 4 cái trang này thôi, mà mình giấu vô. Câu số 4. Câu số 5, disable mình disable ISO option, nghĩa mình bỏ chọn cái hiển thị cái thời gian nè,
Rồi cái Nation, rồi cái Media Control, thì đây mình vô ISO á, nó trong lúc setup á nó có ba option này nè, mình check bỏ hết đi, 1 2 3 rồi đánh dấu. Rồi thầy vừa sửa xong 5 cái task của bài project số 4, thầy qua tiếp project số 5, submit, save, continue. Rồi trong cái project số 5 này mình cũng có 5 task. Cái task số 1 thêm cái văn bản là summer success. Thầy bôi hết cái C nha. Rồi vào cái subject, à cái câu này kem vô file file info, ấn vô cái nút của show all property, mình tìm cái một cái tiêu đề subject và mình cần V vô. Mình khi mình copy vô thì ở cuối có gì khoảng trắng nè, mình xóa cái xóa đi, rồi mình kích chuột ra ngoài, rồi trên đây ấn vào nút back nè, back mình quay về, rồi đánh dấu. Câu số 2, trên trang 2 mình thiết lập cái màu xanh light blue ánh sáng á, màu xanh mà xanh xanh xanh, xanh sáng á, cho các cái test là 10%, 12%, 60%, thì mình đè con chuột nha, đè con chuột cho bàn phím á, mình đè phím enter, mình bôi cái phím bôi 10%, rồi đè control bôi tiếp 12%, đè control bôi tiếp 60%, có nghĩa mình đè control mình bôi ba cái số này 10, 12, 60. Rồi bước thứ hai mình chọn cái màu, đây mình tìm cái màu đây, màu light blue, màu xanh sáng. Rồi kế tiếp mình sẽ tạo hiệu ứng cho mấy cái chữ bằng y bằng nhau. Mình vô cái phông nha, ấn vô cái nút nâng cao nè, ở trong cái phần effect á, mình chọn equality nè, rồi ok, phông hơi cao xíu nè. Rồi khi em giờ cái này thì em đã nguyên như vậy rồi, đánh dấu đó nha. Câu số 3, trên trang 2 áp dụng hiệu ứng cho cái hình vẽ mặt trời. Đây mình sẽ vô cái format, mình vô cái shape effect, mình vô tiếp cái shadow, mình chọn cái inner và chọn cái bên tay phải dưới button có một cái này thôi, bên tay phải đây, inside right, bên trong bên phải. Rồi đánh dấu. Câu số 4, trên trang 5 drop và cắt cái hình dạng oval. Rồi trang 5, ở đây là cái người, một cái người đàn bà, cái hình hình chữ nhật. Bây giờ mình phải rớt làm sao mà cho thành oval, thì mình vô phần format nè, vô cái mục size nè, chữ drop nè, ấn một tên, trong đây một chữ drop to shape, mình chọn tiếp hình oval đây, oval thì từ hình chữ nhật nó đổi hình oval. Rồi mình đánh dấu nha. Câu số 5, ở trang cuối cùng, mình tìm trang cuối cùng đây, dùng danh sách để tạo ra một cái smart ad, thì mình bôi hết nha, bôi hết ở trên cái tệ home, ở trong cái nhóm ba rap nó có một cái nút là convert to smart ad, mình nhấp vô cái hình mũi tên nè. Rồi kế tiếp mình chọn tiếp vô chữ more smart ad graphic, ở bên tay trái ở đây mình tìm nè, nó cái rosette nè, không thì bên tay trái tìm rosette. Rồi basic thì thường thường nó nằm ở cái đầu tiên á, đây basic reset nè, mình ok một cái rồi xong, đánh dấu nó. Rồi vậy thầy vừa hướng dẫn em giải xong 5 cái task của cái bài project 5.
Bây giờ thầy qua bài rồi tích 6, ấn nút submit rồi check nha, rồi xếp xuống. Rồi thầy ấn nút continue. Rồi trong bài rất 6 cũng có 5 câu, 5 task. Cái câu task 1 ở đây nó yêu cầu em hiển thị cái đường dẫn cho cái bài trình chiếu, thì mình vô cái view thôi, view ở trong cái nhóm show ở trên gai nè, từ gai cái nó cái đường mờ mờ nè, nó chia 4 phần nè. Rồi xong anh dấu vô. Câu số 2, task 2, thay đổi chat từ cái đồ thị ở trên trang số 3 thành dạng router 3. Trên trang 3 đây nó có một cái đồ thị dạng cột nè, mình chọn nó và mình vô cái phần design, nó có một cái nút là change chat style, mình chọn nó nha. Ở đây mình chọn 3 đây, nằm ngang router 3 cái tên nè đó, mình để in và ok cái. Rồi xong đánh dấu. Thầy qua trang câu số 3, task 3 ở cái trang cuối cùng, ở cái trang cuối cùng reorder sắp thứ tự các hình vẽ ở cho của cái smart ad nè, sao cho cái chữ quality này đây, để chọn đây nha, ấn mũi tên nè và cái mà di chuyển cái từ cái chữ exciting nè, exciting để chọn nè, và trên trên cái thanh công cụ em tìm nút design, nó có một cái nút là move up để mình di chuyển hơn, mình không có xóa nha, xóa là sai nha, để, nên là rồi nó cộng hai này ra như vậy đúng yêu cầu đề bài. Rồi đánh dấu vô. Câu tiếp theo, câu 4, áp dụng transition hiệu ứng là một 1,5 giây cho tất cả các trang trong bài trình chiếu. Rồi thầy vô cái transition ở trong cái nhóm timing, ở trong đây cái duration nè, mình chỉnh là 1.05 là cái thời gian mà cái hiệu ứng xảy ra đó. Rồi kế tiếp hít vào cái nút apply to all để thiết lập tất cả các trang. Rồi đánh dấu. Câu số 5, mình cài đặt cho mình in ra ở cái dạng mà chất lượng hình tốt, mình vô file option và có thể vào cái event nha, mình tìm cái mục green, cái mục green. Rồi mình check vô cái in chất lượng nè, rồi mình kéo lên mình hit ok. Nếu nó bị che khuất mình thu nhỏ xuống, mình kéo lên đây ok. Rồi đánh dấu. Rồi thầy vừa giải xong 5 cái task của project số 6, bây giờ thầy có cái project cuối cùng, project số 7. Rồi xếp xuống, continue. Rồi trong project số 7 này cũng có 5 câu hỏi. Câu số 1, áp dụng cái hiệu ứng Ripple này cho tất cả các trang. Thầy vô transition nè, thầy vô tìm cái hiệu ứng Ripple nó nằm đây, Ripple nè. Rồi cho tất cả các trang thì mình chọn cái nút trong cái nhóm timing á, mình chọn apply to all. Rồi xong đánh dấu. Câu số 2, trên trang 2 chỉnh sửa hiệu ứng cho tất cả danh sách, làm sao cho nó bay từ dưới sang phải, thì mình vô có thể animation nha, bên tay phải ở trong một ven animation mình chọn có thể animation band. Trong đây hiện danh sách, các danh sách là từ 1 tới 4 và mình chọn hết, đè phím shift nha, chọn hết. Và ở đây yêu cầu là chỉnh form button right, thì bên tay trái mình ở trong cái nhóm effect option nè, mình kích chọn vô
và mình chọn là form Boston right, dòng cuối cùng là nó bay từ dưới lên trên mà từ hướng bên phải á. Rồi xong đánh dấu. Câu số 3 ở trên trang số 3, trên trang số 3 mình sẽ tìm tới cái item bay 75 đây, bỏ hết và mình chèn thêm một cái comment, mình vô review, mình vô cái trong cái nhóm comment, chọn new comment và mình chơi copy nha, bỏ hết trừ chấm đi, Ctrl C để chọn đây, Ctrl V, rồi xong nhấp ngoài cái rồi đánh dấu nha. Câu số 4 ở trên trang 5, nơi trang 5 chỉnh sửa hiệu ứng cho danh sách xuất hiện theo order theo đúng thứ tự. Rồi để anh chọn đây, mình nó qua tay phải nha, để đóng cái comment đi. Mình có 3 hiệu ứng nè, cái thứ tự nó không có giống cho bài, mình chỉnh cái chiếc theory này đây, chọn nó và ấn nút move up bên trên, rồi kế tiếp skill ở dòng số 2 đó, đúng 1 2 3, em ngó số nè, 1 2 3, đúng theo thứ tự, đánh dấu. Rồi câu cuối cùng của project số 7, xóa tất cả các thuộc tính của tài liệu, các thông tin cá nhân. Rồi mình vào file, chọn info, chọn ebook document. Cái câu này mà thử ô bài nha, Z ô bài xuống. Rồi mình chọn ebook. Ở trong đây mình chọn tiếp document property nên nè, ấn chữ remove đây. Còn hai chỗ này mà không remove, mình để nguyên. Để nguyên cái này, mình ấn nút đóng. Rồi đánh dấu. Rồi, thầy vừa dạy xong 5 câu của project số 7 và thầy đã làm xong 7 cái project của bài training 1. Vậy khi đi thi cũng vậy, một bài thi có 7 project, một project có 5 tới 7 câu, tổng cộng từ 30 tới 35 câu và các em làm trong vòng 50 phút và điểm đậu là 700 điểm. Điểm cao nhất là 1000 điểm nha. Rồi thầy chào các em.